4 phác đồ xe kít lỗ chân lông và điều trị mụn đầu đen hiệu quả. Cùng tìm hiểu với bác sĩ Hiếu của video ngày hôm nay. Hello, chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Hiếu. Và gần đây có rất nhiều các fanpage và các số điện thoại giả mạo là bác sĩ Hiếu. Nên các bạn hãy nhớ rằng bác sĩ Hiếu chỉ có một fanpage là bác sĩ Hiếu và hai group cộng đồng chăm sóc da khoa học và Beauty Tips and the V Cosmetics. Các bạn có thể tham gia những cộng đồng này để tìm hiểu thêm những cái phác đồ dành cho mình cho mỗi cái phác đồ da, để các bạn có thể có làn da đẹp hơn. Ok, thì trong video ngày hôm nay thì bác sĩ Hiếu sẽ hướng dẫn cho các bạn 4 cái phác đồ để các bạn có thể tự xử trí, tự xe kít lỗ chân lông ở nhà và điều trị mụn đầu đen một cách hiệu quả. Điều đầu tiên, để trước khi vào phác đồ thì các bạn cần phải nắm được 5 nguyên nhân gây ra mụn đầu đen và lỗ chân lông lớn. Nguyên số 1 đó chính là tăng tiết bã nhờn. Nguyên số 2 đó là bít tắc cổ trắng lông. Tăng tiết bã nhờn cộng bít tắc thì nó mới hình thành mụn đầu đen, và mụn đầu đen kích thước lớn nó mới làm giãn nở cổ trắng lông. Do đó nguyên số 3 đó là giảm độ đàn hồi của cổ trắng lông. Khi mụn đầu đen nằm tại vị trí đó quá lâu, cũng giống như cái xăm nó bị co giãn nhiều ấy, thì cái miệng của cổ trắng lông nó sẽ giảm khả năng đàn hồi, từ đó mụn đầu lông lớn và mụn đầu đen ngày càng nhiều hơn. Nguyên nhân số 4 đó là tăng thể tích của nang lông. Nó cũng giống như có những người tóc dày tóc mỏng và cái lông dày và lông mỏng, thì khi kích thước của nang lông lớn thì cổ nang lông nó cũng to theo, rất là hay đúng không? Chính vì thế bác sĩ hay khuyên các bạn là cần chườm lông đó. Rồi, nguyên nhân số 5 đó là sẹo lõm ở cổ nang lông. Qua 5 nguyên nhân này các bạn cũng sẽ biết được điều trị sẽ dựa vào 5 nguyên nhân đó. Và phác đồ điều trị đường bôi và đường uống nó chỉ giải quyết được 3 nguyên nhân: tăng tiết bã nhờn, bít tắc cổ nang lông và giảm độ đàn hồi của nang lông. Còn lại 2 nguyên nhân cuối cùng thì các bạn cần phải có sự can thiệp của laser để triệt lông, hoặc của laser white fractional để tăng khả năng đàn hồi của cổ nang lông. Cũng có thể dùng PRP hoặc lăn kim hoặc phi kim để điều trị cái sẹo lõm của cổ nang lông. Do đó phác đồ ngày hôm nay nó chỉ giúp cho các bạn xe khít được từ 40-60% cổ nang lông thôi, là rất tốt nhé. Còn nhiều bạn chỉ được khoảng 20-30% thôi, bác sĩ cho rằng thế đã là một tiến độ tích cực rồi, vì điều trị bằng đường bôi là quá thành công rồi. Có những bạn dùng các phương pháp bằng công nghệ cao nó còn không có hiệu quả đâu, nên là nếu bôi mà có hiệu quả được thì các bạn hãy cố gắng là kiên trì và kiên định, chắc chắn các bạn sẽ thành công. Ok, phác đồ đầu tiên bác sĩ sẽ chủ yếu dùng BHA. Sản phẩm số 1 đó là sữa rửa mặt có BHA nồng độ từ 2-5%. Hiện nay có rất nhiều các brand name sản phẩm thị trường có thành phần BHA trong sữa rửa mặt. Ví dụ như sữa mặt của Tenamid rất là rẻ thôi, khoảng hơn 200.000 thôi, 289.000. Hoặc sữa mặt có BHA của Image, hoặc là sữa mặt có BHA của Parachoy hay là của Omagi, thì đây là một rất nhiều các brand name mà có thể có. Các bạn nên dùng các sữa mặt có BHA một tuần khoảng 1-3 lần, tùy vào cái làn da của bạn. Nếu da bạn dày sừng nhiều thì có thể dùng 2-3 lần, còn da bạn dày sừng ít hơn thì dùng 1-2 lần ok. Sản số 2 đó là BHA nồng độ từ 2-5%, có thể ở dạng lotion, dạng toner hoặc là dạng cream. Đối với sản phẩm này thì bạn nên dùng cách cái ngày mà bạn vừa dùng cái sữa mặt có BHA, vì nó sẽ làm tăng cái nguyên tắc kích ứng da. Tuy nhiên thì đối với những bạn ở level chăm sóc da cao hơn thì bạn có thể dùng cùng hôm nào cũng được. Đây là các video hướng dẫn cho các bạn mới tập tành skincare và hầu như mới chỉ tập sử dụng BHA thôi. Còn nếu các bạn đã chăm sóc da chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm thì hãy đón chờ video tiếp theo. Đây là video level 1 của việc điều trị xe kích của nang lông và mụn đầu đen. Sản phẩm số 3 không thể thiếu cho mọi phác đồ đó là retinol hoặc là tretinoin. Hai sản phẩm này các bạn có thể tham khảo rất nhiều brand name trên thị trường, ví dụ là của The Ordinary hoặc của Parachoy, của Image, Omagi, Laos, rất nhiều các hãng nó có đúng không? Các bạn có thể lựa chọn. Thì nồng độ các bạn luôn nhớ là mình nên dùng nồng độ thấp đến nồng độ cao. Đối với retinol các bạn nên dùng nồng độ từ 0.25-1%. Còn đối với tretinoin bạn nên dùng nồng độ thấp nhất từ 0.025%-0.5%. Các bạn mà dùng lâu 0.05%, các bạn dùng lâu hơn thì có thể lên đến nồng độ là 0.1%. Và cách dùng các bạn luôn nhớ là mình, ngoài việc dùng nồng độ thấp, các bạn cần phải dùng cách ngày và xen kẽ, chứ không nên bôi liên tục và tránh các vùng da nhạy cảm, ví dụ vùng da quanh mắt. Sản phẩm số 4 đó là kem dưỡng ẩm. Xe khít cổ nang lông nhưng vẫn cần phải có kem dưỡng ẩm, và các bạn nên chọn các loại dưỡng ẩm có oil free, tức là không chứa dầu,
hoặc là giữ ẩm dạng gel hoặc là dạng lotion thì nó sẽ tốt hơn là các giữ ẩm dạng cream. Hoặc các bạn có thể lựa chọn thêm sản phẩm giữ ẩm có option là non-cum genic như thế này thì nó sẽ phù hợp với các bạn. Ok, phác đồ số 2. Phác đồ số 2, các bạn không sử dụng sữa rửa mặt có BHA nữa mà thay vào đó chúng ta sẽ dùng theo kiểu double BHA và AHA. Tương tự như phác đồ trên, BHA cũng nên dùng nồng độ từ 2-5% dạng lotion hoặc toner hoặc là dạng cream. Bạn nên dùng một tuần 2 ngày. Và phác đồ này sẽ có thêm AHA từ 7-9%. Tại sao lại không sử dụng nồng độ từ 15-30%? Vì đây là phác đồ dành cho các bạn mới skincare thôi. Còn nếu các bạn đã dùng, đã có thói quen skincare trên 1 năm và có nhiều kinh nghiệm ấy, thì bạn có thể dùng nồng độ 15-30%. Sau đó phác đồ này sẽ dùng cho các bạn mới tập tành thôi nha. Nồng độ từ 7-9% thì có thể dùng của The Ordinary, nó khá là rẻ tiền. Cái glycolic 7%, một lọ 250ml cực kỳ rẻ, bạn có thể mua về. Hoặc là cái AHA của Parachoy cũng là sự lựa chọn ok. Ngoài ra thì còn có rất nhiều các hãng có AHA khác, ví dụ là Sunbaby của Hàn Quốc đúng không? Nhưng có thể phù hợp với bạn này hoặc không phù hợp với người kia. Và nếu các bạn đang sử dụng AHA, BHA thì hãy comment cảm nhận của mình xuống bên dưới và thử review xem đối với bản thân mình thì dùng bao lâu là ok để có thể recommend cho các bạn khác đang dùng các sản phẩm AHA, BHA. Vì trong video clip này thì bác sĩ Yếu đang không quảng cáo cho bất kỳ cái hãng nhãn hàng nào cả, nên chỉ hướng dẫn cho các bạn các nguyên tắc lựa chọn sản phẩm. Nên khi các bạn sử dụng có các vấn đề gì thì các bạn hãy search trên kênh của bác sĩ Hiếu để tìm cách xử trí, như là bị đẩy mụn này, hay là bị blocking, hay là bị breakout, hay là kích ứng hay dị ứng, thì trên kênh của bác sĩ Hiếu thì nó đều có các thông tin đó rồi, các bạn có thể search theo. Ok, sản phẩm số 3 đương nhiên rồi, không thể thiếu là retinol và tretinoin. Và sản phẩm số 4 đó là dưỡng ẩm dạng oil free, đương nhiên rồi, nó cũng tương tự như phác đồ trên, nó chỉ thay giữa sữa rửa mặt thành AHA. Thì đây là một phác đồ biến thể cực kỳ hay. Và cái hiệu quả các bạn có thể thấy được sau sử dụng từ 1 tháng đến 3 tháng. Chứ còn nếu dùng 2 tuần, 3 tuần thì chắc chắn nó chẳng có cái hiệu quả gì cả. Nên đã dược skincare thì bạn cần phải kiên trì và kiên định nha. Ok, phác đồ số 3. Phác đồ số 3 này sẽ dành cho các bạn mà hoặc là đang không có ý định mang bầu, hoặc là các bạn đã đủ con rồi, không cần sinh nở thêm nữa, hoặc chưa có kế hoạch, thì mình có thể dùng. Phác đồ này dùng isotretinoin đừng uống. Cách 1 của phác đồ 3 là các bạn có thể là uống isotretinoin tuần, một tuần 2 lần vào thứ 2 và thứ 5, uống ngay sau khi ăn. Hoặc là uống isotretinoin cách ngày, với điều kiện là mụn các bạn đã kiểm soát tốt, không có dấu hiệu mụn bọc hoặc mụn viêm mà chỉ có mụn ẩn dày sừng và cổ năng lông lớn, hoặc chưa từng có tiền sử bị mụn bọc thì các bạn có thể sử dụng. Tuy nhiên thì đây là thuộc nhóm thuốc kê đơn, thì mới thế thì bác sĩ chỉ hướng dẫn cho các bạn đang có trong ngành y dược, hoặc là các bạn là bác sĩ, hoặc là các bạn đã dược sĩ thì chúng ta có thể tham khảo phác đồ này. Còn lại các bạn không nên tự ý dùng ISO, vì đây bản chất nó vẫn là thuốc kê đơn nên nó sẽ có những rủi ro như là quái thai dị dạng này, hay là ảnh hưởng quá trình mang thai, hoặc là gây ra những tác dụng phụ như là tăng men gan, tăng mỡ máu và khô da, khô mắt, khô môi, khô âm đạo, nó rất nhiều các tác dụng phụ thì các bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng. Và phác đồ số 4 đó là uống isotretinoin 10mg một ngày trong 3 tháng đầu. Và sau 3 tháng các bạn có thể giảm liều xuống uống isotretinoin 10mg một tuần 2 lần. Cho đến khi các bạn có ý định mang bầu thì chúng ta dừng thuốc lại 1 tháng thì các bạn có thể mang thai trở lại. Và tổng kết trong cái video ngày hôm nay, bác sĩ Yếu có 4 phác đồ. 2 phác đồ đầu tiên đó là kết hợp giữa BHA, AHA và tretinoin. Đối với phác đồ 3, 4 thì bác sĩ Yếu hướng dẫn cho các bạn hướng sử dụng isotretinoin đừng uống. Và đây là 4 cái cách mà rất thông dụng và hiệu quả, các bạn có thể áp dụng tại nhà. Tuy nhiên thì 2 cách cuối cùng nó có tai biến, các bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng. Và trong các video tiếp theo, bác sĩ Hiếu sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn những phác đồ chuyên sâu hơn và mang tính an toàn hơn, nhưng nó sẽ cần phải nhiều cái sản phẩm công cụ hơn. Và nếu các bạn muốn tiếp tục theo dõi cái series này thì đừng quên like và chia sẻ đường link này, subscribe kênh của bác sĩ Hiếu để bác sĩ Hiếu có thêm động lực chia sẻ cho các bạn nhiều hơn. Bác sĩ Hiếu xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.